chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng con camera VT6003A. Thì đầu tiên các bạn muốn sử dụng nó là phải nói kết nối nó với cái nguồn 5V và 1500mAh và kết nối cùng với mạng. Đến khi hai cái đèn sao cam sáng, các bạn đi đó thì đầu tiên vô trang vantage.ro. Rồi dẫn đến mục download. Sau khi tìm đến mục download thì các bạn tìm đến mục software IP camera, rồi tìm đến mục VT6003A. Rồi đầu tiên các bạn phải tải cái chương trình này xem trên máy tính về là PC software. Rồi ở đây mình có hai chương trình có thể xem trên CMS và VMS. Ở đây mình sẽ sử dụng VMS. Các bạn download về. Sau khi download về xong, các bạn giải nén. Rồi giải nén xong rồi mình chạy chương trình. Rồi đây là chương trình VMS. Nhập vào. Ok. Đầu tiên để tìm một device manager để search IP và cái ID của cam. Hiện cam này có IP mặc định của nó sẽ là 192.168.1.10. Đây là con cam. Add vào. Sau khi add vào các bạn vào về lại nước kho monitor, các thấy IP của nó và chọn nhấp chuột phải, chọn mainstream dòng chính, bung lên. Đây là giao diện chính của nó. Trái phải lên xuống. Rồi sau khi mà chúng ta xem được con cam trong giao diện chính, trong giao diện này có các bước để cài đặt, có playback, có thiết lập ghi hình, có thiết lập camera vô device cần thiết. Trong một device cần thiết này các bạn có thể setup mạng. Rồi mình có thể setup, bây giờ mình sẽ đổi mạng lại tùy theo muốn đổi cũng được, để nguyên cũng không sao hết. Đây mình sẽ đổi 1.70. Và có thể đổi và không. Không cần đổi. Mình sợ đi. Đây là một disk manager để quản lý thay nhớ. Ở đây đầu tiên bạn vô thiết lập camera, thiết lập ghi hình. Recasting thì ở đây chúng ta chọn là override để thiết lập ghi hình. Sau đó nhấp vào enable record. Đây là khoảng thời gian cho bác chọn một file ghi hình. Thích chọn tùy ý 5 phút, 6 phút. Ở đây mình chọn 6 phút. Successfully là sao? Đã cài đặt thành công. Và trong thời gian ghi hình thì các bạn có thể sau khi ghi hình xong các bạn vào một playback để xem lại. Playback thì chúng ta chọn cái device là vào đây và bấm search. Tìm thì những cái file nó sẽ nằm dưới đây. Ta chọn một file bất kỳ để xem. Đây mình sẽ chọn một file này. Đây. Giờ chọn một file khác. Đây
song hành đã xong, cài đặt ghi hình đã xong. Ở trong này có nhiều mục chúng ta có thể tùy chọn và kiểm tra để nhận thấy nhớ. Thứ nhất là 64 GB. Các bạn có thể tùy chỉnh trong cái camera vào một encode để chỉnh cái frame hình của nó, chỉnh lên cao hơn. Mình ở đây mình chọn 25. Một giám sát ghi hình và cài đặt ghi hình cam đã xong. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến một là cài đặt wifi. Cài đặt wifi thì các bạn phải vào trang Vantage Pro. Các bạn vào một tool download cái phần là Device Manager. Chúng ta download về. Sau khi đâu đó không về vậy này, chạy ở mục này chúng ta sẽ tìm ca vào Ebisa. Đợi 2-3 giây thì đây là con cam của mình. Ở đây nó đây, ta vào một hạt vàng. Ở mục này các bạn nhé, Enable bật nó là 3, 4, 5. Default để bị ghép để bị chọn. Đây mình sẽ nát trên nguồn của đơn Vigo 2920.